hiện nay là rất là đau lòng. Bây giờ tụi đồng chí Hải là rất là nhiều việc, thấy không? Rất là nhiều việc. Và bây giờ cô họ tên gì? Cô tên Lương Thị Lệ. Cô sinh năm mấy? Năm 1960. Quê cũ đâu anh? Quê ở An Giang. Quê An Giang hả? Thấp Thường Quế, xã Bình Phước. Hiện giờ cô đang ở đâu? Hiện giờ đang ở quận 12. Hiện nay cô đang ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Dạ xin phép cô có thể cô nói rõ cái câu chuyện, cái tấm hình trên tay của cô là như thế nào ạ? Nhỏ này là con của tôi, nó sinh năm 1990. Mà nó hồi nhỏ nó đi học, nó đang đi học đại học cái nó bị bệnh, nó về nó nghỉ rồi nghỉ luôn. Bây giờ nó cũng đỡ đỡ rồi. Giờ nó lên thành phố này, nó có chạy xe công nghệ đó. Chạy xe... Là xe Grab. Grab á. Cô có thể cô giới thiệu rõ để cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết để chia sẻ cái video này, để hy vọng là cô sớm tìm được người thân của mình. Dạ xin phép cô, cái tấm hình đó là con của cô là họ tên đầy đủ là gì và năm nay bao nhiêu tuổi? Họ tên là Nguyễn Đinh Thanh Phong. Nguyễn Đinh. Nguyễn Liên Thanh Nguyễn Liên. Phong. Nguyễn Liên Thanh Phong, sinh năm 1990. Năm nay 32 tuổi. Dạ. À, một thanh niên 32 tuổi, hiện nay này con trai cô đã có vợ có con chưa? Có gia chưa đình có chưa? Vợ, chưa con. Hiện nay là chưa có vợ con gì. Trước đây là con trai cô sinh sống bằng nghề gì ạ? Trước thời điểm mất tích như thế này. Thì nó chạy xe Grab đó. Chạy lâu lắm chưa cô? Được bao nhiêu thời gian rồi? Cũng mau thôi, là cái nó về quê. Là mới chạy đây ạ? Được mấy tháng hay mấy năm rồi? Chạy cách đây cũng cả năm trời rồi. Gọi là mới quê. Chạy được một năm thôi. Xong rồi về quê. Quê rồi cái nó lên mạng nó tìm việc á, lên nó coi trên mạng rồi nó tìm việc, nó đi làm bảo vệ. Làm bảo vệ rồi bị bảo vệ giật 6 triệu. Còn 6 triệu nữa mà nó không trả. Rồi cái gia đình. Có nghĩa là mình đi làm công làm bảo vệ đúng không ạ? Và bị cái công ty bảo vệ đó người ta không có trả tiền công. Không trả tiền công. Rồi xong là con cô quay trở về làm cái công việc gì? Nó quay trở về quê với tôi thì bán bánh mì, nó thì ở nhà nó biết máy vi tính, nó đánh chữ. Nó đánh chữ trên mạng. Dạ. Rồi thì nó đánh cũng kiếm được chút đỉnh tiền nó xài. Tôi thì bán bánh mì, hai mẹ con sống sinh sống vậy đó. Dạ. Vậy là cô ở quê là cô ở quê này ở đâu? Ở cụ thể quê ở xã Bình Phước Sơn, ấp Bình Quế, xã Bình Phước Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Dạ. Rồi, là An Giang ha. Mẹ con tôi cũng mới lên thành phố đây, tại vì cũng về quê lên thành phố hoài à, tại nhỏ này con gái lớn nè. Dạ. Nó trên này nó mần ăn mà nó buôn bán mà nó có hai đứa con nó làm không kịp. Mình thử ra rồi mẹ con mới lên đây đặng phụ nó giúp giữ con. Dạ. Rồi nó cũng dự định là nó chạy xe lại. Dạ. Mới lên có một tuần à. Rồi nó ở đâu được mấy ngày gì đó, rồi nó bữa đó nó ngồi bữa thứ bảy á, nó ngồi nó ăn cơm với tôi, rồi nó nói mẹ ơi con vài bữa nữa con mở app con chạy xe lại, nói thì con chạy xe thì con chạy xe đi, rồi con nếu khỏe cho mình thì con chạy, còn con mệt thì con về, tại nó gốc nó cũng hồi nhỏ đang đi học đại học mà nó bị bệnh nó về đó, rồi nó lững đững hoài, nó không ham gì đó. Hỏi dù gì rồi Bi, cô cầm cô bé gặp người ta không thấy được, cô bỏ xoay, cô cầm cô gặp tấm hình là mọi người không thấy con cô là ai cả, cô cầm một tay được không, cô cầm hai tay cô hay gặp lại. Rồi bữa đó hai mẹ con đang ngồi ăn cơm xong tôi cái nó nói vài bữa nó mở áp nó chạy lại, tôi mới nói thì con chạy mẹ ở đây giữ hai cháu với chị cho chị buôn bán. Rồi cái trưa xong nó ngủ trưa xong gác nó xuống nó ra nó đi luôn, nó đi ngày thường nó cũng hay đi ra đằng trước nó uống ly cà phê rồi nó về, nó đi cũng một tiếng hai tiếng đồng hồ nó mới về, bữa đó cỡ khoảng 4 giờ mấy nó đi xong rồi cái nó tới lay quay mấy đứa nhỏ này lu bu cũng không để ý nữa, sau tới 8 giờ mà không thấy con tôi về mới nói với chị đó. Nói sao em bây giờ này chưa thấy về, hai mẹ con đi kiếm mở mở chạy lục tung ở chỗ đó chứ mà không có gặp gì hết. Mà giờ không biết nó đi đâu, mà không biết nó có giận tôi cái gì không, mà hai mẹ con mới ăn cơm mới ngồi đó.
Mấy ngày nay nó đi tôi không có ăn, không có ngủ miếng nào. Tôi có làm đâu không? Không, nó thương, nó có hiếu, nó thương mà phải tôi làm lắm. Sao nó bỏ đi kỳ vậy? Thì nó có bị bệnh gì đó. Nó bị bệnh tới 30 tuổi mà không có vợ, không có con gì hết. Vậy là tâm lý của con cô trước khi bỏ đi đã không bình thường rồi. Nó bị bệnh tim á. Dạ. Như nó bị bệnh tim đó. Nó mệt hoài rồi. Nó hay mệt mệt rồi nó đi học nữa. Mới được 2 năm đại học rồi nó đi về. Nó đi về cô cũng khuyên kêu đi học lại. Tại bảo lưu kết quả đó, cô cũng đi học lại. Mà nó nói thôi con giờ lớn hơn mấy đứa nhỏ rồi, giờ học lại con không học, con bỏ luôn. Rồi nó về cũng đi làm ăn bình thường, thấy có việc gì làm thì nó cũng đi làm. Nó làm xong rồi nhưng mà nó dễ chán nản lắm. Nó làm vài tháng hoặc là một năm gì đó là nó chán nản, nó cũng đi làm bảo vệ hết mấy lần rồi. Nó chán rồi nó đi về, chuyến rồi nó lên phố này nó đi làm bảo vệ bị người ta giật tiền. Chị nó nói thôi cưng cho mẹ cho chị biết chỗ nào giật tiền con, công ty nó chỗ nào chị lại chị khiếu nại cho. Với ba nó cũng nói vậy, nó nói thôi để bỏ đi, để đi về. Nó muốn giật rồi giờ cũng lấy không được. Rồi về quê, quê thời gian rồi nó đi lên. Nó đi lên trên này rồi mới có lên có mấy ngày à. Không biết sao con tôi không biết có buồn tối gì không, tôi không biết mà hai mẹ con mới ngồi ăn cơm đó. Cái này, cái câu chuyện này chắc chắn là con cô không phải buồn gia đình. Mà con cô chủ trương đi có chủ đích rồi. Vì chắc chắn là bệnh bạn bè dụ dỗ lôi kéo. Nó không có bạn gì chân, cái bệnh kiểu không có bạn, không đó. Có bạn bên ngoài đời thường, nhưng mà trên mạng là rất nhiều bạn. Vì vậy con cô có thể là sẽ bị lừa dụ dỗ trên internet. Đó, việc nhẹ lương cao. Vì các thanh niên bây giờ nếu ngoài ở Việt Nam mình bỏ đi một cách bất thường như này thì chắc chắn là sẽ sang nước ngoài, sang Trung Quốc hoặc sang Campuchia, bị một số đối tượng xấu lợi dụng việc nhẹ lương cao, lao động một tháng từ 500 đô đến 2-3 ngàn đô. Công việc nhẹ, bấm máy vi tính. Nhiều người, nhiều thanh niên ở tất cả các tỉnh thành hiện nay đang sập bẫy. Rất nhiều thanh niên phải chuộc những số tiền phải hàng trăm triệu mà các anh em vô cùng tìm cứu về, vô cùng khó khăn, không phải dễ như ở trong Việt Nam mình. Đó. Nên vì vậy cho nên cô, trước mắt là cô hãy bình tĩnh để chờ đợi thông tin xem con cô, các anh em này xác minh thông tin con cô ở đâu. Đến lúc bây giờ sẽ có phương án để giúp con cô trở về nhà. Nó ngày thường nó cũng hay đòi đi tu lắm. Hãy nói tới vợ con thì nó nói nó không có vợ, nó sẽ đi tu. Rồi nhiều khi có khoảng 8-9 năm về trước á, nó có tự động nó đi một lần, nó tính ra chùa ngoài Vũng Tàu nó tu ngoài á. Nhưng mà đi cách làm sao, đi ra ngoài bộ người ta không nhận hay là người ta giải thích gì cho nó biết á, nó lại quay về. Quay về lúc nào nó muốn đi thì trong mình nó không bao giờ có tiền chứ có. Nó có mấy chục ngàn mà nó đi xe mấy năm về trước đi cũng rẻ. Nó đi tới gần tới Vũng Tàu gọi điện cho tôi, nói mẹ ơi con đi Vũng Tàu. Con ra ngoài cái tượng chùa đó con tập này kia dưỡng sinh đồ này kia cho con mau khỏe mạnh với con tu tiếp chùa. Mà nó nói vậy xong ngày sau cái nó điện chắc trong chùa người ta cũng giải thích nó cho nó đi về. Nó đi nửa chừng cái điện về nó mẹ chuyển tiền cho con về, con hết tiền rồi cũng chuyển cho nó, chị nó cho, chị họ nó cho nó 500 ngàn nó đi về. Mà chuyến này sao nó đi nó không có đem điện thoại, nó có cái điện thoại mà nó cũng không đem theo, không được liên lạc đâu nó chứ. Rồi tiền cho mình nó phải 100-mấy chục ngàn không có nhiều. Rồi nó còn trong tài khoản 600-700 ngàn nữa mà nó không đem thẻ theo, lúc vẫn còn đi trong điện thoại. Giờ tôi không biết con tôi nằm ở chỗ nào đó, nó ở lưu lạc phương trời nào, giờ tôi bối rối quá trời. Nhờ mấy chú thì tìm giúp giùm con tôi cảm ơn mấy chú Hải Bình Dương này, hiệp sĩ Bình Dương này giúp giùm con tôi. Thực sự những câu chuyện như thế này lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi, rất nhiều trường hợp, rất nhiều các hoàn cảnh. Thực sự là các anh em rất khó, không phải trường hợp nào giúp cũng dễ được, nhiều trường hợp giúp vô cùng khó khăn. Biết rằng cha mẹ, gia đình, người thân thực sự rất thương. Nhưng mà nhiều trường hợp hiện nay đi đến giờ phút này chưa có thông tin gì cả, chưa có một manh mối nào. Có chiều nhiều trường hợp trong vòng các anh em đấy đăng tải chỉ cần 1 tiếng đến 2 tiếng, trên 100 phút đồng hồ là có thông tin rồi.
là các anh em giúp được trở về. Nhưng có nhiều thông tin tới mấy tháng trời trôi qua, hiện nay vẫn bạch cô âm tín. Hy vọng là con trai của cô Nguyễn Liên Thanh Phong ở đâu thì có thể là nếu khó khăn ở đâu đó, nếu muốn quay về thì liên hệ điện thoại cho số điện thoại đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương 0913 785858, các anh em tìm cách giúp em trở về nhà đoàn tụ cùng với mẹ mình, cùng với gia đình, cùng với con, với cháu, với chị, anh chị em trong gia đình. Tại vì hiện nay thì em đi như thế này, phải nói là gia đình vô cùng hoang mang và lo lắng, vì bản thân em đang có một cái bệnh nhất định trong người, không được khỏe, không được bình thường như các thanh niên khác. Cái tuổi này lẽ ra là ngoài 30 tuổi nào có vợ, dạ vợ, có con, có gia đình rồi, nhưng bản thân em hiện nay thì em đang tự ti, em chưa có tự tin vào trong bản thân mình vì số vấn đề sức khỏe. Hy vọng là em ở đâu thì em sớm liên hệ cho gia đình hoặc liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Dương. Dạ, cuối video này thì thực sự con cũng nói rằng là xin chân thành cảm ơn cái cuộc chia sẻ của chị cũng như của gia đình của cô. Còn cảm ơn cô, chúc cô cùng với gia đình, cùng với tất cả mọi người thành viên trong gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Hy vọng là một vài ngày tới thì sớm có thông tin về con trai của cô để các anh em tìm cách nhận giúp con cô trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình cô nhé. Chị còn điều gì muốn chia sẻ cho em trai của mình không? Tôi có điều muốn nói với con tôi. Không ơi, con có đi đâu, con về với mẹ đi không? Tại vì con đi mấy ngày nay mẹ sốc dở, chết dở, mẹ không ăn uống, không ngủ, nằm nhà chờ con về với mẹ. Với chị với anh con, chị với anh con thương con lắm, đêm con đi lục tung, đi xe quê, cả quận 12 đi sáng đêm nó tìm con. Con thấy thông tin này thì con báo với mấy chú hiệp sĩ giúp giùm con, đưa con về với mẹ với anh chị đi. Sự rất thương cảnh mẹ già ôm hình con cầu cứu, biết rằng thân phận bản thân con trai sức khỏe yếu đó, không được minh mẫn như người khác, bởi vì tâm sinh lý là không bình thường, không được ổn định đó. Chưa biết là bé hiện nay là sức khỏe làm sao, có tốt hay không, mà hiện nay bé đã em đang ở đâu. Nhưng mà có thể nhiều điều có thể là em sẽ bị người ta lừa sang Campuchia là nhiều. Sợ nhiều khi nó coi trên mạng nó thấy có việc gì người ta tuyển, người ta cần làm thời vụ đó chú. Rồi nó đi làm lẹ về nó kiếm tiền thôi. Nhưng mà thực sự là đi là bị sập bẫy. Nhiều thanh niên tưởng chừng đi không được thì về, nhưng mà đã đi rồi là không bao giờ về được. Đi vô đó là bị khống chế hoàn toàn, không liên hệ được. Tôi mới bàn với chị đó. Phải một thời gian nhất định thì những người chủ, những người quản lý, những người giam giữ, người trái pháp luật đó, những người đó người ta cho liên hệ về nhà, mục đích chính là cho chuộc tiền đó. Nói bàn với chị nó nói thôi bây giờ mẹ chắc đi lấy giấy số mẹ bán, mẹ mới có đi rong rổi trên đường tìm kiếm mới được. Nó cô đi bán giấy số cô không thể tìm được. Sợ nhiều khi nó vô chùa đó mấy chú mà kiếm mấy chùa đều không có hả. Thanh niên này nếu mà gặp trường hợp là yêu cầu gửi tiền chuộc về, mình gia đình mình hoàn toàn là không có gửi tiền, không có chuyển khoản. Nếu cần giúp báo tin thông tin chính xác, báo tin cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương điện thoại, chứ gia đình mình không được chuyển tiền một cách vô cớ, hay là tôi thấy ở đây, hay là bây giờ phải chuyển cho tôi cần này tiền, tôi sẽ đưa người nhà, hay là tôi sẽ đưa em Phong về, là hoàn toàn điều đó là không thể xảy ra được. Chuyển là mất, chuyển là mất, chuyển bao nhiêu hàng tỷ, hàng nhiều tỷ, hàng nhiều trăm triệu, chỉ có mất tiền mất cả người thôi. Nói chuyện ngắn gọn như vậy, mong gia đình mình hiểu được. Gia đình cũng nghèo lắm chú, anh chị nó cũng làm công nhân không có tiền, mà tôi già tôi cũng không có làm gì ra tiền, mình cứ làm ngày nào là ăn rồi đấy, chứ cũng không có dư giả gì đó. Mà nếu nó đòi chuyển tiền chắc cũng lo không nổi luôn. Con xin chào và hẹn gặp lại cô và chị trong những video tới đây. Sẽ có thông tin, sẽ có tin vui, tin mừng, sẽ tìm được người con và tìm được người em của người thân của gia đình mình cô nhé. Xin cảm ơn mấy chú. Bà cô bác lại chia sẻ giùm Bi. Bà cô bác lại.